luôn này. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta 20 câu carbohydrate độc và lạ nhất, đảm bảo anh em chưa gặp bao giờ, và nếu mà có gặp làm rồi thì mới làm được, còn chưa gặp thì là sai sấp mặt luôn. Sai sấp mặt luôn, đảm bảo luôn. Câu số 1 ạ. Hello, chào cả nhà nhá. Chào các anh em. Câu số 1 ạ, các bạn comment thầy đáp án ạ. Đây là những cái đề mới nhất do thầy tổng hợp và thầy trực tiếp thầy chọn lọc để những cái đề tinh túy nhất dành cho các em. Chất nào sau đây là thành phần chính là bông nõn ạ? Anh em comment mạnh mẽ xem nào. Chất nào sau đây thành phần chính là bông nõn ạ? Chất nào thành phần chính là bông nõn ạ? Chờ đợi một cái đáp án của các bạn nghe vẻ hơi lâu, nhưng mà thôi thầy vẫn cố gắng chờ đợi. Thành phần chính bông nõn. Thành phần chính bông nõn nó chiếm đến tận khoảng độ tầm là 95 đến 99% của bông nõn. Nó là anh nào nhỉ? Anh nào mà nó chiếm đến 95 đến 99% của bông nõn ạ? À đúng rồi, chính xác. Nó là cellulose. Ok, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Cái này ai cũng biết rồi. Chưa có vấn đề gì cả. Chưa có vấn đề gì xảy ra câu này cả. Và các em nên nhớ đây mới chỉ là câu số 1 thôi nhá. Câu số 2 nào. À, các bạn comment đáp án nào. Đấy, như các bạn biết ấy, thì là cái việc ở trong cái chương carbohydrate này nó là một chương cực kỳ dễ nhá. Nó là một chương cực kỳ dễ về phần lý thuyết, về cả phần bài tập nó cũng dễ. Thế nhưng mà trong quá trình học ấy thì chúng ta đã rất hay bỏ qua cái chương này. Chúng ta rất hay bỏ qua cái chương này, dẫn đến là cái chương này nó lại trở thành một cái chương mà các em hay bị mất điểm. Đúng không ạ? Đấy, thế thì cái việc mà chúng ta học cái buổi ngày hôm nay là chúng ta làm quen với những cái dạng nào đó lạ và dị của chương này, để mà chúng ta không bị mất điểm ở cái chương này nữa. Được không ạ? Nào, câu số 2 ạ. Câu số 2 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là sai nhá các bạn nhá. Phát biểu nào sau đây là sai nhá. Ui, câu số 2 này nhiều, trong quá trình thầy dạy này thì cho nhá, nhiều đứa nó sai cực kỳ luôn. Nó sai vỡ mặt luôn. Những cái câu như này toang lắm. Ô, các bạn chưa học hết chương này à? Các bạn đều chưa học đến chương này à? Hay sao mà anh em comment yếu thế? Anh em comment yếu hẳn ấy. Phát biểu nào sau đây sai? Thủy phân xác thu được glu và rút. Cái này chính xác nhá. Bởi vì cái anh xác của chúng ta ấy, thì nó được tạo bởi từ anh alpha glu và anh beta group, nên thủy phân thành xác thu được glu và group là đúng. Được không ạ? Ý B, amylose là polymer không phân nhánh, cái này chính xác nhá. Bởi vì là amylopectin là polymer phân nhánh, còn amylose là polymer không phân nhánh, cái này chính xác. Saccharose có vị ngọt hơn fructose là sai. Fructose là vị ngọt nhất, đúng không? Ngọt hơn cả xác, vậy sai là C. Wow. Đây rồi, nhìn thấy toàn anh em nhà mình luôn. Rồi, từ từ thì chấm này đây đã. Rồi. Câu số 3 ở đây là đề bài hỏi chúng ta là Y là một polysaccharide và chiếm khoảng 70 đến 80% khối lượng của tinh bột. À, đây. Chiếm đến 70 80% khối lượng của tinh bột các em ạ. 70 đến 80% khối lượng của tinh bột. Thế thì chiếm 70 đến 80% khối lượng của tinh bột thì mình nghĩ ngay đấy, trong tinh bột mình có hai thằng thôi. Một là amylose và hai là amylopectin. Đúng không ạ? Thế mà lại thêm là mạch phân nhánh. Amylose mình vừa nói bên trên nó là mạch không phân nhánh. Còn amylopectin là phân nhánh. Vậy chắc chắn 100% thằng Y của chúng ta nó phải là thằng amylopectin. Bởi vì có từ khóa là từ phân nhánh. Mình không cần phải đọc nhiều, mình chỉ đọc chọn những cái từ chốt thôi để mình làm. Được chưa? Đấy, xoắn lại thành hình lò xo, gạo nếp sở dĩ dẻo hơn và dính hơn gạo tẻ vì trong thành phần chứa nhiều y hơn. Tên gọi của y là amylopectin, các bạn nhớ nhá. Nào, câu số 4 ạ. Thực ra những câu này có khó lắm đâu. Tí nữa xuống phía dưới cơ, nó mới là những câu khó. Những câu này vẫn là những câu bình thường. Các bạn comment đáp án có thể xem câu số 4 đáp án gì ạ. Những câu này vẫn bình thường lắm, bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Học phát mình biết liền à. Câu số 4 ạ. Nhận xét nào sau đây không đúng về các hợp chất carbohydrate? Nhận xét nào sau đây không đúng về các hợp chất carbohydrate ạ? Nhận xét nào sau đây không đúng về các hợp chất carbohydrate? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay ở thầy. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn bị mất gốc của các em vào đây ạ. Bởi vì thầy biết rằng là cái đầu chương trình lớp 12 phần học hóa chúng ta nó sẽ rất là khó, rất là mệt mỏi. Thì không sao cả, ở đây đã có thầy Minh cùng với chuỗi live của thầy có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em. Đây là một chuỗi học free dành cho tất cả các bạn và các em muốn học giỏi môn hóa.
Câu số 4 á, nhận xét nào sau đây là không đúng? Không đúng về hợp chất carbohydrate. Thế thì glu và fruc là đồng phân của nhau là đúng. Bởi vì nó cùng có công thức phân tử là C6H12O6. Chỗ này mình phải nhớ lại cái định nghĩa về đồng phân. Thì đồng phân được định nghĩa là các hợp chất có cùng công thức phân tử. Được chưa? Và khác nhau công thức cấu tạo. Thì glu và fruc là cùng công thức phân tử, đều cùng là C6H12O6. Nó khác nhau ở công thức cấu tạo thôi. Được chưa? Là glucose thì nhóm chức của nó là nhóm chó CHO, còn fructose nhóm chức của nó là nhóm CO cỏ. Được chưa? Vậy cái này là đúng này. Đề bài hỏi không đúng cơ. Tinh bột và sen khi thủy phân hoàn toàn thì đều thu được glucose. Chính xác. Tinh bột và sen khi thủy phân hoàn toàn thì đều thu được glucose, bởi vì tinh bột được cấu tạo từ các alpha của glucose, sen thì được cấu tạo từ các beta của glucose và chúng nó liên kết với nhau bởi liên kết glycosid. Chính vì vậy nên khi thủy phân thì chúng nó sẽ thủy phân ra được glucose. Vì vậy nên ý A đúng, ý B đúng. Ơ các bạn chọn xem đáp án nào sai. Ô anh em, mạnh mẽ lên chứ. C, các monosaccharide đều không bị thủy phân. Thế thì mình nhắc lại, monosaccharide của mình thì gồm có glucose và fructose, đúng không? Thì glucose là không bị thủy phân, đúng không? Fructose không bị thủy phân bởi vì nó không có liên kết glycosid mà nó chỉ bị lên men thôi. Vì vậy nên các monosaccharide đều không bị thủy phân là chính xác. Tinh bột và sen là đồng phân của nhau có công thức chung là C6H10O5 tất cả đa lần. Cái này thì đã nhắc đi nhắc lại cực kỳ nhiều trong khóa S1 của thầy là hai thằng tinh bột và sen không được gọi là đồng phân của nhau. Và những bạn nào mà không học trong khóa đó của thầy thì thầy nghĩ rằng các bạn sẽ rất dễ bị sai ở ý D. Đấy là một cái lý do mà tại sao mà rất ít bạn đang comment đáp án ở câu này. Bởi vì đây là những câu độc dị mà các bạn chưa gặp bao giờ. Nó không phải là những câu phổ thông mà các bạn hay gặp ở bên trong các đề của các thầy cô cho, hay là những cái đề của các thầy cô giáo khác dạy các em. Mà đây là những cái câu chọn lọc nhất nhá, về phần carbohydrate. Kiểu là kiểu chọn lọc là kiểu mà khi mình đọc vào what, tại sao mình không biết cái câu này đúng hay là sai, đúng không? Không biết là mình nên chọn đáp án nào. Đấy, thì nó khó là ở chỗ điểm đấy. Thế nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này để mình lưu lại những câu này, để không phải mình chỉ ôn ở trong 4 phần chương carbohydrate đâu, mà mình còn để dành để ôn tập cho cả kỳ thi đánh giá năng lực cũng như kỳ thi đánh giá tư duy nữa cơ. Nó rất là quan trọng. Thế vậy tinh bột và sen là đồng phân của nhau? Không phải nhá, nó không phải đồng phân nhau. Mặc dù mình nhìn thấy cái công thức phân tử của nó đều có dạng là C6H10O5 tất cả n lần, nhưng mà cái mình nhìn thấy nó khác nhá. Cái N có nghĩa là số mắt xích của tinh bột và số mắt xích của cellulose nó khác nhau, nên nó không được gọi là đồng phân của nhau. Ok chưa? Vậy không đúng là D các em nhé. Không đúng là D, các bạn nhớ chưa? Đấy. Câu số 5 ạ. Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn ạ? Carbohydrate nào sau đây có nhiều trong gạo, ngô, khoai và sắn? Ui, câu này dễ. Lúa, ngô, khoai, sắn, lương thực, chủ yếu là gì ạ? Tinh bột. Câu này không làm nữa thì thôi. Đây, một câu tính toán đầu tiên. Đây là một câu tính toán về độ rượu. Mặc dù không lạ nhưng khá loằng ngoằng và rất dễ gây đến sai lầm. Và khi mà trong quá trình thầy dạy thì cái câu này nó là một cái câu mà lâu nay không có trong đề thi Trung học Thông quốc gia, nhưng lại rất được ưa chuộng khi hỏi trong đề thi đánh giá tư duy cũng như là đánh giá năng lực. Những câu này rất được ưa chuộng trong đề thi đánh giá tư duy và đánh giá năng lực. Thế chúng ta cùng xem nhá. Ta giải câu đấy như nào. Lên men m kg glucose hiệu suất phản ứng đạt 75%. Glucose C6H12O6, đúng chưa? Hiệu suất đạt 75%, 0,75, thì thu được 2 lít cồn etylic C2H5OH. Đúng chưa? 2 lít cồn etylic. Thế thì 2 lít cồn etylic mà ở đây là đơ chơi theo kiểu gam, ml, nhưng mà cuối cùng kết quả lại theo kg. Thế thôi, mình cứ để theo kg, mình cứ để theo gam nhé. 2 lít cồn 46 độ. Vậy 2 lít cồn 46 độ này thì mình sẽ tìm được V nguyên chất này. V cồn nguyên chất ấy, thì nó bằng là đây ạ, 2 nhân độ rượu là 46 độ phần 100 bằng ạ, 2 nhân 46 phần 100, 0,92. Thế mặt khác mình biết D bằng 1 gram trên ml, đúng không ạ?
Thì giờ mình đổi đây là 0,92 lít, đúng không? Thì mình phải đổi ra là bao nhiêu ml? Thì 0,92 lít thì bằng 920 ml. Từ đó mình tìm được khối lượng của C2H5 OH nguyên chất. D bằng M trên V, M bằng D nhân V. Đấy, D này 0,8. 0,8 nhân 920. Và từ đó mình tìm được số mol của C5H. Số mol của C2H5OH nó sẽ bằng 0,8 nhân 920 chia 46 bằng 16. Vậy này là 16. Thì mình suy ngược lại được số mol của C6H12O6. 16 nhân 1 chia 2 là 8. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,75. Được chưa? Chia 0,75. Vậy 8 chia 0,75 thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 phải chu kỳ 6. Có nghĩa là 32/3. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của glucose là nhân với 180. Được chưa? Bằng 1920 gram. Khối lượng của glu bằng 1920 gram thì nó chính bằng là 1,92 kg. Được không ạ? 1,92 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Ok, rất xịn. Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đáp án A nhá. Rất ok, rất xịn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Dĩ nhiên câu này sẽ có nhiều bạn bảo là bạn hãy dùng công thức nhanh hơn. Ok, cái cách bạn dùng công thức đúng được, nhưng với trong một điều kiện là nếu ở trong phòng thi bạn không bị rối não. Bởi vì khi mà làm trong phòng thi, chúng ta phải tập trung xử lý rất nhiều dữ kiện và rất nhiều thông tin. Nó sẽ rất dễ cho chúng ta bị lung lạc, chúng ta quên công thức. Và đây là cách bản chất. Cách bản chất thì dù em có bị lung lạc như nào thì nó cũng nằm ở logic trong đầu em, chỉ cần lôi nó ra thôi là nó sẽ thành công nha. Và thầy Minh thì dạy chúng ta theo cách phương pháp là học hóa bằng bản chất nha. Xong câu số 6 ạ. Sang câu số 7 nào. Các bạn cũng chọn cho thầy xem câu số 7 đáp án gì. Câu số 7 ạ. Câu số 7 đáp án gì ạ? Anh em comment đáp án xem câu số 7 đáp án gì. Câu 7 ạ. Cây xanh là lá phổi của trái đất, giữ cho cái vai trò điều hòa của khí hậu. Được chưa? Giữ trong điều hòa của khí hậu này. Xong rồi là mình sẽ có là làm sạch bầu khí quyển này. Trong quá trình quang hợp này thì cây xanh hấp thụ khí CO2, giải phóng oxy này, đồng thời tạo ra một loại hợp chất hữu cơ thiết yếu cho con người. À, ôi dồi ôi, cây xanh nó quang hợp thì nó tạo thành gì? Cây xanh nó quang hợp là thành gì ạ? Hấp thụ CO2, giải phóng oxy và nó tạo thành gì? Tinh bột. Đúng chưa? Tinh bột, đúng không? Tinh bột hay còn được biết đến là gì? Carbohydrate. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ nha. Rất dễ. Câu số 8 ạ. Trong y học, glucose được biết là biệt dược có tên gọi là huyết thanh ngọt. Ok chưa? Huyết thanh ngọt. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Trong điều kiện thường thì X nó là chất rắn. Trong điều kiện thường X là chất rắn. Dạng sợi màu trắng. À, ok. X chất rắn dạng sợi màu trắng mà phân tử X cấu trúc mạch không phân nhánh và không xoắn. Vậy mình nghĩ ngay đến X chúng ta là cellulose. Đúng chưa? Thủy phân X trong môi trường axit thì thu được glu. Vậy nó chỉ có thể là cellulose thôi. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C kèm nha. Cellulose. Chất rắn mà. Dạng sợi mà. Dạng sợi chỉ có cellulose dạng sợi rồi, những thằng khác không dạng sợi. Nhá. Câu số 10. Câu số 10. Câu này các bạn hay sai nhiều lắm. Câu 10 anh em chọn đáp án gì? Câu 10 ạ. Những bạn nào mà đọc và phát là đây các bạn thấy không? Thực ra nhá, về mặt bản chất thì nghĩ rằng là để mà các bạn không bao giờ bị sai nữa thì thầy cái phong cách cách cốt yếu trong việc dạy của thầy đó là chúng ta phải luyện tập sai. Mình sai thật nhiều, mình sai đủ 10.000 lần thì mình sẽ trở thành thiên tài. Còn nếu mà mình càng sợ sai thì mình sẽ càng ngày càng kém. Thế nên là các em hãy nhấc cái ngón tay lên, bấm vào màn hình điện thoại, bấm liên tục cái đáp án mà em nghĩ nó là đúng. Chỉ cần quan trọng là em nghĩ nó là đúng thôi, còn tí nữa thầy giải thích.
thì em mới biết nó đúng hay sai. Nhưng mình phải khẳng định cái ý nghĩ của mình đã, đúng không ạ? Câu số 10, để chứng minh phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin, các em gạch chân này từ nhiều nhóm hydroxin chứ không cần yêu cầu là xác định số lượng nhá. Thì dùng phản ứng nào sau đây? Thì chỉ cần dùng phản ứng nào mà chứng minh là OH đa kề thôi. Thì oxy hóa glucose bằng dung dịch AgNO3 thì chỉ chứng minh là có nhóm chó, CHO anhydride. Khử glucose bằng hydro thì cũng chỉ chứng minh là có nhóm chó. Lên men còn chẳng chứng minh có nhóm gì. Vậy chỉ có phản ứng là gì ạ? Hòa tan CH2 lần ở điều kiện thường. Hòa tan CH2 lần ở điều kiện thường thì dùng để chứng minh là glucose có nhiều nhóm hydroxin. Tại vì khi hòa tan như vậy thì CH2 lần cho mình dung dịch màu xanh. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D các em nhá. Đây câu số 11. Câu số 11 là một câu hứa hẹn rất hay thi trong đề thi đánh giá năng lực cũng như đánh giá tư duy. Bởi vì đây là một câu thực tế. Và khi mà chúng ta đã và đang giải rất nhiều những câu khác, nhưng khi chúng ta gặp phải cái câu số 11 này thì đa số chúng ta đều hoang mang. Đúng không ạ? Hoang mang sợ mà. Thế các bạn cùng quan sát nó thầy xử lý câu số 11 như nào nhé. Khí carbonic thì chiếm 0,03% diện tích không khí. Thế muốn tạo thành 500g tinh bột thì mình có này, là đi từ CO2 này cộng với lại H2O này để tạo thành C6H10O5, tất cả N lần này. Thế này là 6N này. Thế này sẽ là 5N này cộng với O2 thoát ra này. O2 thoát ra ở đây nó sẽ là 6N này. Đây là ánh sáng kích thích diệp lục. Được chưa? Ánh sáng kích thích diệp lục. Thế thì bây giờ nhá, ở đây mình có nhá. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí? Thế thì 500g tinh bột ở đây thì mình tìm được số mol này. 500 chia cho 162 là ra số mol. Đúng chưa? Chắc chắn số mol lẻ. Bài này không có hiệu suất. Bây giờ đề bài cần tìm là bao nhiêu thể tích không khí thì thể tích không khí dựa vào CO2. 500 chia 162 nhân 6 chia 1. Đúng chưa? Bỏ N đi. Trong tính toán mình bỏ N đi cho nhanh. Đây, mình viết phương trình đúng rồi nhưng mà trong tính toán mình bỏ N đi. Đây, mình bỏ N đi. Tính toán cho nhanh. Được chưa? Vậy mình có nhà 500 chia 162 nhân 6 nhân 6 chia 1. Thế ra số mol CO2. Được chưa? Ra số mol CO2 thôi. Vậy từ số mol CO2 mình tìm được thể tích CO2 bằng 500 chia 162 nhân 6 nhân 2,4. Và từ đó mình tìm được V không khí. V không khí thì bằng V CO2 mà. Chia cho này 0,03%, 0,03% là 0,0003 bằng 500 này chia 162 này nhân 6 này nhân 2,4 này bằng chia 0,0003 bằng 138 2716. Được chưa? 1238 2716. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Để lít ạ. Đáp án đúng của chúng ta 1382716. Đáp án đúng là đáp án D. Thấy không? Một cái câu như thế này thôi nhưng mà thầy nghĩ rằng là mặc dù nó dễ nhưng mà khá nhiều bạn đã và đang theo dõi cái buổi live hôm nay rất là hoang mang với câu này. Bởi vì ta chưa gặp bao giờ. Đúng không ạ? Thế nên thầy mới bảo là cái việc học hóa của chúng ta, các bạn học giỏi hay không, nó quyết định bằng việc là các bạn có hiểu bản chất hay không. Chứ không phải là các bạn sở hữu bao nhiêu skill, các bạn sở hữu bao nhiêu phương pháp. Nhá. Bạn có hiểu bản chất hay không thì nó sẽ thể hiện được ở cái việc là điểm hóa bạn như nào. Câu 12. Phát biểu là sau đây đúng không ạ? Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng? Xác thủy phân trong môi trường kiềm. À, bọn carbonat có thủy phân trong môi trường kiềm không các em? Chẳng bao giờ, nó toàn thủy phân trong môi trường axit. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh, sai chưa? Amylopectin mới phân nhánh. Amylose làm sao phân nhánh được? Nhỏ dung dịch H2O4 98% vào cellulose sẽ hóa đen. Đây nhá, cellulose đây C6 H2O tất cả 5 lần
tất cả n lần. Thì chúng ta biết rồi, thằng H2SO4 98% ấy nó là axit H24 đặc. Thì cái thằng mà axit H24 đặc ấy thì nó sẽ có tính háo nước. Và thằng này háo nước thì nó sẽ cướp cái nước này đi này. Vậy chỉ còn carbon. Vậy cellulose hóa đen là đúng. Chúng ta hoàn toàn có thể mang H24 nhỏ vào bàn, nhỏ vào gỗ thì chúng ta thấy là gỗ bàn hóa đen. Được chưa? Hay đơn giản là nhỏ vào tờ giấy, giấy cũng là cellulose mà. Vì vậy nên ở đây mình có đúng là C. Còn glucose bị khử là sai, glucose phải bị oxy hóa bởi H2O3 trong đoạn 3. Nhá. Đúng của chúng ta là C. Nhiều bạn nhìn thấy tưởng đúng là D xong sai là C là toàn. Câu 13. Câu 13. Cho các phát biểu về nhóm carbohydrate. Số phát biểu đúng là, để bài yêu cầu số phát biểu phải đúng. Số phát biểu đúng là nhóm này còn được gọi là glucid hay saccharid, là hợp chất hữu cơ đa chức là sai. Nó phải là hợp chất hữu cơ tạp chức chứ không phải đa chức. Nhá, đa chức là sai, nó phải là tạp chức. Bởi vì là nó có nhóm OH và nó có nhóm CH2 nên nó là tạp chức, hoặc là nhóm OH và nhóm ceton nên nó gọi là tạp chức. Ý hai, khử hoàn toàn glucose, thu được hexan chứng tỏ glucose có 6 nguyên tử carbon trong phân tử ở dạng mạch hở. Chính xác. Fructose chuyển thành glucose trong môi trường kiềm. À đúng. Đó là cái sự chuyển hóa cực kỳ đặc biệt giữa anh fruct và anh glu. Ở dạng mạch hở, glu và fruct là đồng phân vị trí nhóm chức. Sai. Bởi vì fructose là nhóm chức của nó là nhóm chức ceton, còn glucose là nhóm chức anhít. Đúng không ạ? Hai cái này nó khác hẳn nhau. Nhá. Hai cái này nó khác hẳn nhau luôn. Vì vậy nên là nó không liên quan đến nhau, đồng phân vị trí nhóm chức là sai. Bởi vì fructose là nhóm chức ceton, còn glucose là nhóm chức anhít cơ mà. Được chưa? Sai nhá. Sai luôn. Trong cơ thể người, tinh bột thủy phân thành glucose nhờ enzyme, đây là nhờ. Chính xác. Vậy mình có là 2, 3, 5 mình có 3 nhận định đúng. Thầy biết rằng là những cái câu nhận định đúng sai là các bạn rất là sợ, nên thầy sẽ tập trung thể luyện những cái này cho chúng ta. Câu 14 ạ. Các bạn cùng chọn xem nào, 14 đáp án gì. Anh em cùng chọn đáp án đi nhá, xem 14 đáp án gì ạ. 14 14 ạ. Đáp án gì ạ? Anh em chưa ra được 14. Căng quá. Số nhận định đúng này. Glucose là carbohydrate đơn giản nhất, không bị thủy phân. Đúng. Glucose và saccharose đều tồn tại dưới dạng mạch vòng. Và họ sai, saccharose chỉ tồn tại dạng mạch hở thôi. Sai. Câu 3. Glu và fruct thì đều tác dụng với hydro, thu được polyancol, tên gọi là sorbitol. Glu và fruct đều tác dụng hydro đúng này, thu được polyancol đúng, tên gọi là sorbitol đúng. Glu và sắc đều tan tốt trong nước, chính xác. Glu cho được phản ứng este hóa khi tác dụng với anhydrid acetic đun nóng. Được chưa? Glu được phản ứng este hóa khi tác dụng với anhydrid acetic đúng không? Đúng. Glucose và fructose tác dụng với AgNO3 để thu được muối amoni gluconat. Chính xác tiếp. Đọc hơi lú nhỉ? Thấy không? Kinh không? 1, 3, 4, 5, 6 đúng. 1, 3, 4, 5, 6 đúng. Mình có 5 nhận định đúng. Glucose là carbohydrate đơn giản nhất, không bị thủy phân. Nhá. Glucose và fructose thì đều tác dụng được với hydro, xúc tác niken, nhiệt độ để thu được polyancol tên gọi là sorbitol. Glu và sắc thì đều tan tốt trong nước. Glu cho được phản ứng este hóa khi tác dụng với anhydrid
acetic đun nóng. Và glucose và fructose tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NO3 để thu được dung dịch muối amoni gluconat. Nếu mà như vậy thì glucose cho được phản ứng este hóa khi tác dụng với anhydride acetic đun nóng thì cũng không đúng lắm, bởi vì phản ứng este hóa nó là phản ứng xảy ra giữa cái thằng ancol và thằng acid chứ không phải thằng anhydride, đúng không? Nó cũng gọi là phản ứng este hóa, đúng không? Vậy là 1, 3, 4, 6, mình có 4 nhận định đúng nên đáp án đúng mình là đáp án C các em nhá. Úi dồi ôi, câu 15. Câu 15 này mới gọi là hoang mang cuộc đời này. Làm xong câu 15 thì anh em mới có thể vỗ ngực chứng tỏ rằng mình là một người giỏi. Câu 15 cực căng luôn, đúng không? Đây, chúng ta quan sát câu 15. Tiến hành sản xuất rượu vang bằng phương pháp lên men rượu với nguyên liệu là m kg quả nho tươi. Vậy ở đây là chơi theo m kg ạ. Chứa 15% glucose về khối lượng. Thu được 10 lít rượu vang 13.8 độ. Vậy ở đây mình tìm được V C2H5 OH nguyên chất nó bằng là 10 nhân với 13.8 chia 100 bằng 10 nhân 13.8 chia 100 1.38. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0.8 gram trên ml. Thì đây là lít. Lít thì tính theo kg nên mình không có đổi với ml đâu. 0.8 gram trên ml thì nó chính là 0.9 kg, 0.8 kg trên lít. Vậy hoàn toàn này tìm được khối lượng theo kg, nó bằng là D bằng M trên V, M bằng D nhân V, 1.38 nhân với 0.8 thì bằng 1.104. Và từ đó thầy sẽ tìm được số mol của C2H5. Các em lưu ý nhá, kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường. Vậy mình sẽ có là đây là đơn vị là kg đấy, nhưng thầy coi như gam. Chia cho 46 bằng 0.024. Được chưa? Thế bây giờ là từ glucose là glu là C6H12O6 nó biến ra được thành hai thằng C2H5OH. Hiệu suất của toàn bộ quá trình, trong cái này nó có hai quá trình, thì bây giờ đề bài cho là hiệu suất toàn bộ quá trình sản xuất là 60% thì nó là 0.6. Thì số mol anh này là 0.024. Thì suy ngược lại là 0.024 nhân 1 chia 2 bằng 0.012. Hiệu suất là 0.6. 0.012 chia 0.6 bằng 0.02. 0.02. 0.02 mol C6H12O6. Vậy mình tìm được khối lượng của glucose sử dụng nó bằng là 0.02 nhân 180. Được chưa? Thế thì tìm được khối lượng glucose sử dụng rồi thì mình sẽ tìm được khối lượng quả nho tươi. Bởi vì quả nho chiếm 15% về glucose, vậy nó sẽ bằng 0.02. 0.02 nhân 180 chia cho bao nhiêu? Chia cho 0.15 bằng 0.02 nhân 180 chia 0.15 bằng 24 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Hay quá, thấy không? Một câu rất hay. Và anh em nếu mà của phòng thi anh em gặp phải câu này, anh em sẽ hoang mang tột độ luôn. Bởi vì đây là một cái câu mà mình nhìn thấy mình thấy rất là hoang mang trong quá trình mình giải. Nó lạ, đúng không? Mà mình rất dễ bị nhầm. Ok nhá. Câu 16 á. Câu 16 các bạn chọn đáp án gì? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu phát biểu đúng? Glucose và triiodin thì đều khả năng tác dụng hydro. Đúng. Glucose thì có nhóm chó nhưng chắc chắn tác dụng hydro rồi. Triiodin thì nó có nối đôi CC nên kiểu gì cũng tác dụng với hydro. Được chưa? Một đúng. Glucose và tripalmitin đều không bị thủy phân. Glucose thì không bị thủy phân là đúng. Nhưng tripalmitin nó là chất béo. Chất béo thì bị thủy phân. Nhá, sai. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được một loại monosaccharide.
thủy phân hoàn toàn tinh bột. Tinh bột khi mình thủy phân hoàn toàn thì mình thu được một loại monosaccharide, đúng rồi. Đó là glucose. Liên kết glycosid được thực hiện qua nguyên tử oxy, chính xác. Amylopectin và cellulose đều có mạch các quan phân nhánh. Amylopectin thì phân nhánh thật, nhưng sen thì không phân nhánh nhá. Sai 5. 1 3 4 đúng, mình sẽ có 3 nhận định đúng. C ạ. Rất dễ. Ui dồi ôi, câu 17 thí nghiệm vận dụng cao. Anh em nhìn thấy câu 17 này hoang mang tột độ luôn. Đúng không? Anh em thử làm xem, thử comment đáp án xem câu 17 chúng ta chọn đáp án gì là đúng nhất. Câu 17 nhá, yêu cầu ở đây của chúng ta là câu 17 ta chọn đáp án gì là chính xác nhất. 17 ạ. 17 ạ, đáp án nào ạ? 17 đáp án nào? Căng chưa? 17 nào. Các bạn cùng chọn thầy đáp án câu 17. Tiến hành thí nghiệm oxy hóa glucose bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 phản ứng trắng bạc theo các bước sau. Bước 1, cho 1 ml AgNO3 vào ống nghiệm sạch. Nhỏ từ từ NH3 vào trong này thì nó sẽ tạo thành kết tủa Ag2O, kết tủa màu đen. Rồi sau đó tác dụng với NH3 dư thì tan, bởi vì nó tạo thành phức. Thêm 3 đến 5 giọt glucose vào ống nghiệm, đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60-70 độ C trong vài phút. Thì sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm chứa phức bạc, chính xác. Ở bước 4, glucose bị oxy hóa, chính xác, tạo thành muối amoni gluconat, chính xác. Glucose đóng vai trò chất khử thì nó bị oxy hóa. Cái chỗ này các em hay bị sai. Em cứ loằng quằng bị nhầm ở chỗ này, chỗ này phải hiểu bản chất. Nha, và ở bên trong khóa F1 thì đã nói rất kỹ chỗ này. Kết thúc thí nghiệm thì thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương, chính xác, bởi vì nó có trắng bạc. Ở thí nghiệm trên nếu thay glucose bằng fructose hoặc xác thì đều thu được kết tủa tương tự, xác không thu được kết tủa. Sai gì? Thí nghiệm trên chứng tỏ glucose là hợp chất tạp chức, phân tử chứa nhiều nhóm OH và một nhóm zero. Chứng tỏ là có một nhóm zero thì đúng, nhưng không phải là chứng tỏ tạp chức nhiều nhóm OH, bởi vì phản ứng này không chứng tỏ là có nhiều nhóm OH. Vậy đây mình chỉ có A, B, C là đúng. 3 nhận định đúng nhá. Đáp án đúng đáp án C. 3 nhận định đúng. Ok. Câu 18 ạ. 18 ạ. 18 anh em chọn đáp án gì? 18 anh em chọn đáp án gì? So sánh tính chất của glucose, tinh bột, xác và sen. So sánh tính chất của glucose này, tinh bột, xác và sen, thì cả bốn chất đều dễ tan trong nước là sai. Xác không dễ tan trong nước, trừ sen, còn lại glu, tinh bột, xác đều tham gia phản ứng trắng bạc. Sai, tinh bột không trắng bạc. Cả bốn chất đều bị thủy phân trong môi trường axit. Sai, glucose không bị thủy phân trong môi trường axit. Kinh không? Căng không? Khi đốt cháy hoàn toàn, bốn chất trên đều thu được số mol CO2, số mol nước bằng nhau. Điều kiện để CO2 và nước bằng nhau thì mọi thằng nó phải có dạng CnH2n, OX. Glucose C6H12O6 thỏa mãn. Tinh bột C6H10O5 tất cả n lần không thỏa mãn. Cellulose cũng tương tự như vậy, không thỏa mãn. Saccharose là C12H22O11 cũng không thỏa mãn. Vậy 4 sai tiếp. Cả 4 chất đều là chất rắn màu trắng. Được chưa? Không đúng tiếp. Nó là chất rắn đúng nhưng không phải màu trắng, mà là không, mà thằng glucose là không màu, thằng tinh bột màu trắng, thằng xác không màu, thằng sen màu trắng, chứ không phải tất cả đều là bốn chất màu trắng. Vậy số phát biểu không đúng đây là 1 2 3 4 5, tất cả đều không đúng. Căng chưa? Câu 19 đấy, các em nhìn câu 19 có đúng dạng dị không? Cực dị luôn. Giải được câu 19 này mới gọi anh hùng này. Câu 19 này nó sẽ rất hay xuất hiện ở trong đề thi đánh giá năng lực cũng như đề thi đánh giá tư duy nhá.
Phản ứng tổng hợp glucose ở cây xanh thì cần phải dùng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Trong 1 phút 1 cm vuông, lúa thì hấp thụ được 2,09 joule năng lượng. 10% năng lượng đó thì được dùng vào phản ứng tổng hợp glu, và 10% glu thì được chuyển thành tinh bột. Một khóm lúa có 20 lá xanh, mỗi lá xanh có 5 cm khối. Một độ lúa là 100 khóm trên 1 mét khối. Rối chưa? Hỏi là khi 1 hecta lúa quang hợp trong 1 giờ thì tổng khối lượng CO2 và nước sử dụng trong 1 giờ là bao nhiêu? Rối chưa? Quá rối não. Nhưng yên tâm các bạn nhìn nhá, nó thấy gỡ rối này. Các bạn nhìn nó thấy gỡ rối nhá. Bây giờ đề bài hỏi là đầu tiên là 1 giờ thì bây giờ thầy đi xử lý thứ nhất là 1 hecta lúa trước đã. Bây giờ thầy phải đi tính là 1 hecta lúa thì có bao nhiêu centimet vuông. Nhá, có bao nhiêu centimet vuông lá lúa. Từ đó thì mới tính được năng lượng. Đúng chưa? Thế thì bây giờ mình tính này. À, một cái lá xanh thì có 5 cm, đây, một lá xanh thì có 5 cm vuông quang hợp được. Vậy bây giờ mình sẽ tính là 20 lá xanh. 20 lá xanh thì có bao nhiêu centimet vuông thì có diện tích quang hợp được là, đây bài toán bình thường mà, 1 thì là có 5, vậy 20 thì mình sẽ có là 20 x 5 bằng 100 cm vuông. 100 khóm trên 1 mét vuông, đúng không? 100 khóm trên 1 mét vuông. Vậy suy ra 1 mét vuông lá xanh thì có 100 khóm. Đúng chưa? Thì nó sẽ có diện tích quang hợp được là 100 cm vuông nhân với 20 lá xanh là 1 khóm. Thế đây 100 khóm thì nhân với 100 thì bằng 10.000 cm vuông. 10.000 cm vuông thì bằng 1 mét vuông. Được chưa? Vậy 1 mét vuông lá xanh thì có là 1 mét vuông. À, trong 1 mét khối. Đấy, 1 mét vuông. Chưa xong. 1 mét vuông lá xanh đấy thì có, được chưa? Thế bây giờ là 1 hecta lúa. 1 hecta thì bằng 10.000 mét vuông. Được chưa? À, chỗ này đang để cm thôi. Bởi vì ở đề kia nó cho cm, để cm thôi, không đổi mét vuông gì. 10.000 cm. 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Và bằng là 10.000 mét vuông thì bằng 10, đây là 1 2 3 4. 10 mũ 6 cm vuông. Bởi vì 1 mét vuông thì à đâu không? 1 mét vuông thì nó lại bằng nhân lên đây là 10 mũ 4 mét vuông. Thế là 10 mũ 8 cm vuông. 10 mũ 8 cm vuông. Vậy suy ra 1 hecta thì có diện tích quang hợp được là, đây 1 mét vuông thì có diện tích quang hợp là 10.000. Vậy 1 hecta có diện tích quang hợp được là đây, bằng 10.000 mét vuông rồi. Nhân với lại 10.000 cm thì bằng 10 mũ 8 cm vuông. Đúng chưa? 1 hecta đấy ạ, có 10 mũ 8 cm vuông có thể quang hợp được. Mỗi lá xanh có 5 mà, 5 2 100. 100 cm vuông rồi. Thì 1 mét vuông thì có 100 khóm. Ok chưa? Chưa xong, đây mới là 1 hecta. Đúng chưa? 1 cm vuông lúa thì hấp thụ được 2,09 joule năng lượng mặt trời. Đúng chưa? Vậy suy ra này, 1 hecta thì hấp thụ được bao nhiêu joule năng lượng mặt trời? Được năng lượng mặt trời là
Căng chưa? Đây ạ, 2,09 nhân 10 mũ 8. Dùn. Được chưa? 10% năng lượng đó là dùng vào phản ứng tổng hợp glucose, và 10% glucose được tạo ra để chuyển thành tinh bột. Vậy suy ra năng lượng để trong của 1 hecta để tạo thành tinh bột trong 1 giờ là, suy ra năng lượng của 1 hecta lúa trong 1 giờ để chuyển thành năng lượng, chuyển thành năng lượng tạo ra tinh bột là 2,09 nhân 10 mũ 8. Đúng chưa? Nhân với này. 10% này, 10%, vậy là nhân 0,1 và nhân 0,1. Thì phải bằng là 2,09 nhân 10 mũ 6. Joule. 2,09 nhân 10 mũ 6 joule. Nhưng mà đây là yêu cầu là trong 1 giờ thì phải nhân với lại 3600 giây. Thì tức là nhân với 3600 thì bằng 2,09 nhân 3600 nhân 10 mũ 6 bằng, ôi số này, 7524 nhân 10 mũ 6 joule. Đấy, thế là xong cái năng lượng. Bây giờ bài cho này, phản ứng tổng hợp cây xanh đây, 6 CO2 thì ra được 2813 kilojoule. Bây giờ mình cần tìm số mol nhá. Thế chỗ này là kilojoule thì là nó tương ứng với lại 10 mũ 3. Thế vậy thằng này ra là bao nhiêu joule? Đây là joule thôi, thì suy ra nó bằng là 7524 nhân 10 mũ 3 kilojoule. 7524 nhân 10 mũ 3 kilojoule. Căng chưa? Thế bây giờ nhá, 7524 nhân 10 mũ 3 kilojoule mà cái phản ứng này thì nó là 2813 kilojoule. Đây là chuyển hóa năng lượng nhé. Vậy mình sẽ có này, 7524 nhân 10 mũ 3 chia cho 2813 bằng, nhân với lại 10 mũ, đúng rồi, bằng 2671,72. 2671,72 thì chỗ đoạn này là phản ứng tổng hợp, này là phản ứng tổng hợp của glucose trong 1 phút đấy, thì chỉ tổng hợp được có 2,09 thôi. Nhưng mà đây cái phương trình này, phương trình phản ứng tổng hợp của anh CO2 và anh H2O để ra 2813 kilojoule, có nghĩa nó cần hấp thụ thêm từng đấy. Thế mà chỗ này là 7524 nhân 10 mũ 3 kilojoule rồi, vậy mình sẽ tìm ra được là khối lượng của CO2 cần sử dụng, đúng không ạ? Khối lượng của CO2 cần sử dụng là bao nhiêu? Khối lượng của CO2 cần sử dụng bằng 7524 nhân 10 mũ 3 chia cho, đây ạ, 2813. Bởi vì đổi với con vị kilojoule rồi mà. Được chưa? Sau đó được bao nhiêu chia cho 6 rồi nhân với 44 thì bằng, chia 6 bằng, nhân 44 bằng 19614. 19614, không, từ từ, chỗ này đang bị lỗi một đoạn tí xíu ạ. 1 cm khối này, chỗ này mình nhân chưa ạ? À, chỗ này mình nhân rồi, 7524 là chính xác. 7524 là chính xác. Chia cho 6 và nhân với lại 44. Thì ở đây đang có một cái vấn đề là chia cho 6 và nhân với lại 44 à. Đúng không nhỉ? Chia cho 6 và nhân 44. Chia cho 6 nhân 44. Hình như là ở đây có lỗi. Ở đây thầy đang bị tính lỗi một đoạn. Đoạn này là đang bị lỗi đấy ạ. Đang bị lỗi ở cái đoạn này.
Đây các bạn, từ từ để thầy dò lại cái chỗ lỗi. Đây là 1 hecta thì bằng 10 mũ 4 mét, đúng rồi. Số khóm lúa trên 1 hecta thì số lá xanh, số diện tích lá xanh, chỗ này thì đang bị lỗi này, số diện tích lá xanh bằng 10 mũ 8 cm, đúng rồi. Năng lượng mặt trời trong 1 giờ là 2,09 nhân với 60 thôi. Bởi vì là trong 1 phút đấy, nhân 60 thôi, thầy bị nhân lỗi là nhân 3600. Nhân 60 thôi, đây chỗ này nhân 60 thôi này, bởi vì đây trong 1 phút mà. Chỗ này nhân 60 thôi ạ. Đấy thì biết ngay thì bị lỗi một đoạn mà. Thầy cứ nghĩ là trong 1 giây. 2,09 2,09 nhân 10 mũ 6 nhân 60 bằng 1,254 nhân 10 mũ 5. 1,254 nhân 10 mũ 5, đúng rồi. Đấy, xong bây giờ mới tìm ra được khối lượng của CO2 cần sử dụng là 1,254 nhân 10 mũ 5. Trong 1 giờ đấy ạ. Thì chỗ này là 1 hecta lúa này nhân 10 mũ 8 rồi. 2,09 nhân 60 nhân 10 mũ 8 nhân 0,1 nhân 0,1 rồi. Được chưa ạ? Thì mình tìm được cái m của thằng CO2 và m của thằng nước. Được chưa ạ? 2,09 nhân, đúng rồi. Chỗ này phải là nhân với 6 chứ không phải chia cho 6. Nhân với 6. Mà ở đây là chơi khối lượng rồi mà. Đây là chơi khối lượng rồi. Đúng không? Khối lượng mà nhân 44. Đề bài hỏi là tổng khối lượng của CO2. À, đề bài hỏi tổng khối lượng của CO2 và nước cơ. Đề bài đầu tiên hỏi khối lượng của tinh bột tạo thành, mình phải tìm khối lượng tinh bột trước. Khối lượng của tinh bột. Khối lượng của tinh bột tạo thành nó sẽ bằng 1,254 nhân 10 mũ 5 chia cho 1,254 nhân 10 mũ 5 chia cho 2,813. Đây là 1,254 nhân với lại từ từ thì 2,09 nhân với 10 mũ 6 nhân 60 bằng, đây là nhân 10 mũ 5 là jun. Thì chia 28 nhân với 10 mũ 3 là jun. Được chưa? Thế ra m tinh bột nhân 162 chia cho 2,813 nhân 10 mũ 3 bằng nhân 162 bằng 7,221,75. Được chưa? 7,221. Thế là tương đương 7,222. Loại. Bây giờ mình tìm được m nước. N của CO2 nó sẽ bằng n nước và bằng 1,254 nhân 10 mũ 5 chia cho 2,813 nhân 10 mũ 3 nhân với 6, tại vì 6 lần. Rồi này, bằng này. Chia cho này, 2,813 nhân 10 mũ 3 nhân bằng này, nhân 6 này, bằng này. Rồi. 267,47. Từ đó mình mới tìm được tổng khối lượng của CO2 và nước. Thì bằng 267,47 nhân với 44 cộng với 18 thì bằng 16583. 16583. 16583. Vậy đáp án đúng của chúng ta là bao nhiêu? 165833. Chỗ này thầy bị nhân nhầm à? Bị thiếu một số 0 à? 267,47 nhân 6, hai thằng này chia nhau 165,833.
Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok nhá, một câu rất kinh điển. Đúng không? Rất dã man. Rồi, mình sang câu cuối ngày hôm nay. Câu 20. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là nhỏ dung dịch iốt và hồ tinh bột thì thấy có màu xanh tím. Đúng rồi, đem đun nóng thì thấy mất màu. Mà để nguội thì lại thấy có màu xanh tím xuất hiện. Cái này đúng nha. Glucose là mất màu dịch brom đúng. Tinh bột không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo dung dịch keo nhớt, chính xác hồ tinh bột đấy ạ. Cellulose là thành phần chính tạo nên lớp màng thực vật và bộ khung cây cối đúng. Amylopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết alpha 1,4 glycosid là sai. Nó có cả alpha 1,6 nhá. Trong phản ứng tráng gương thì glucose đóng vai trò là chất oxy hóa, sai, nó đóng vai trò là chất khử. 1 2 3 4 4 phát biểu đúng. C. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về khoa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho fanpage nhá. Các bạn nhớ theo dõi liên tục, đặt click nút chuông và chọn chế độ xem trước để mà không bỏ lỡ các buổi học của chúng mình nhá.